Xin chào quý phụ huynh và các em học sinh thân mến. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các em học bài số 2 có tựa đề Danh sách tổ em. Các em hãy mở sách giáo khoa ra trang số 101 để cô hướng dẫn cho các em đọc bài và làm bài nha. Bài 2 Danh sách tổ em. Đầu tiên các em sẽ giới thiệu về các thành viên trong tổ của các em. Thứ nhất là các em sẽ giới thiệu cô ví dụ. Bạn Phong là tổ trưởng tổ em, bạn Tú là tổ phó. Rồi, các bạn tổ viên gồm bạn Linh, bạn Sơn, bạn Đức, bạn Tiến, bạn Ánh, bạn Long, bạn Hưng, bạn Phương, bạn Ngọc, bạn Minh, bạn Huy, bạn Nam chẳng hạn. Chúng ta giới thiệu như vậy. Chính xác hơn là các em tổ các em có những bạn nào thì chúng ta giới thiệu ra. Một nhỏ, chúng ta sẽ đọc danh sách tổ em. Danh sách tổ 1, lớp 2A, đăng ký tham gia câu lạc bộ năm học 2021-2022. Đầu tiên sẽ là số thứ tự, họ và tên, giới tính, ngày sinh và câu lạc bộ. Số thứ tự, chúng ta sẽ có 9 bạn, từ bạn số 1 đến bạn số 9. Và tên các bạn, giới tính của các bạn, chúng ta có đó là nữ và nam. Ngày sinh của các bạn, rồi câu lạc bộ, ví dụ như đăng ký tham gia câu lạc bộ cây cọ nhí hay là võ thuật, bóng đá hay là chim sơn ca. Đây là cái phần chúng ta sẽ đọc nghe các em. Cô ví dụ, cô sẽ đọc cho các em một câu nè. Số thứ tự số 1, bạn Trần Ngọc Ánh, giới tính nữ, ngày sinh ngày 25 tháng 3 năm 2014. Bạn tham gia câu lạc bộ cây cọ nhí. Rồi, chúng ta sẽ đọc hết phần còn lại. Bây giờ cô sẽ chuyển sang phần trả lời câu hỏi. Bài học chúng ta ngày hôm nay sẽ có 4 câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên, học sinh tổ 1 lớp 2A lập bảng danh sách để làm gì? Theo như các em, các bạn lập danh sách để làm gì? Để thống kê những bạn đăng ký tham gia câu lạc bộ. Chúng ta sẽ trả lời câu số 1 nè. Các em sẽ trả lời lại, học sinh lớp 1A, xin lỗi, tổ 1 lớp 2A lập bảng danh sách để... hai chấm. Để chúng ta sẽ trả lời tiếp ở trên đây, đó là để thống kê những bạn đăng ký tham gia câu lạc bộ. Những bạn đăng ký tham gia câu lạc bộ chấm. Câu số 2, bảng danh sách có những cột nào? Cô đã hướng dẫn cho các em bảng danh sách có những cột nào các em? Các em sẽ trả lời bảng danh sách có những cột: số thứ tự, họ và tên, giới tính, ngày sinh, câu lạc bộ. Nếu như các em không biết, chúng ta sẽ gạch dưới những cái phần này. Đây, cô nói lại. Đây nè, bảng danh sách gồm những cột. Cột là cột dọc. Đó. Đây sẽ là toàn bộ cái câu trả lời số 2. Là những cái cột này đây. Câu số 3, chọn biểu tượng phù hợp với từng câu lạc bộ. Cô có nè, câu lạc bộ cây cọ nhí nè, rồi câu lạc bộ võ thuật chim sơn ca, rồi câu lạc bộ đá bóng nữa. Bây giờ chúng ta sẽ chọn
cái biểu tượng phù hợp. Ví dụ như cây cọ nhí thì chúng ta đây là biểu tượng của cây cọ nhí nè các em. Rồi, câu lạc bộ võ thuật, đây là biểu tượng của câu lạc bộ võ thuật. Chim sơn ca, chúng ta thấy đây là có hình chú chim sơn ca nè. Rồi, đá bóng. Có bạn nào chưa biết biểu tượng phù hợp những cái hình ảnh ở dưới đây thì các em nhìn lại cho thật là kỹ nha. Câu số 4, các em đọc thông tin của các bạn đăng ký tham gia câu lạc bộ chim sơn ca. Lưu ý, chúng ta chỉ đọc thông tin của các bạn đăng ký tham gia câu lạc bộ chim sơn ca mà thôi. Cô thấy nè, câu lạc bộ chim sơn ca cô thấy có hai bạn nè. Bây giờ chúng ta sẽ đọc đây. Đọc phần từ đầu qua bên đây và qua hết cái phần này luôn. Rồi, xuống dưới đây cũng có một cái bạn nữa nè. Bây giờ các em đọc lớn lên. Số thứ tự số 5, Nguyễn Thị Kim Liên, nữ, giới tính nữ, ngày sinh ngày 7 tháng 10 năm 2014, bạn tham gia câu lạc bộ chim sơn ca. Xuống dưới đây số thứ tự số 8, bạn Lê Văn Tâm, giới tính nam, ngày sinh 30 tháng 11 năm 2014 và câu lạc bộ chim sơn ca. Cô chuyển sang phần số 2, đó là phần viết. Các em sẽ được nghe và viết bài bằng tay dịu dàng từ khi thầy cho đến yêu thương. Phần này các em sẽ được viết trực tiếp trên lớp. Các em viết tên ba bạn trong nhóm theo thứ tự bảng chữ cái. Rồi, trong bảng chữ cái của chúng ta thì chúng ta viết tên ba bạn mà thôi. Cô ví dụ như là bạn Hưng nè, là chữ H đầu tiên nè. Rồi, bạn Long nè. Rồi, bạn Sơn nè. Câu C, các em chọn tiếng trong ngoặc đơn phù hợp với mỗi cái bông hoa. Cô ví dụ cô có nè. Bức thì chúng ta chọn bức tranh hay là bức chanh? Bức tranh. Bức tranh vẽ con chim sẻ đậu trên cành cây chanh. Tiếp theo, trưa nay bé đã ăn cơm chưa? Câu hỏi, trưa nay bé đã ăn cơm chưa ha, là mình chấm hỏi. Xuống dưới đây, buổi sáng bé rửa mặt chải đầu mặc quần áo mới rồi đi học. Mẹ đặt tô cháo. Mẹ đặt tô cháo. Đặt sánh. Đặt này là đặt sánh, đặt sệt đó. Thơm ngon lên bàn ăn. Các em xem lại cái phần này, đối với chúng ta cũng hơi là các em cũng là hơi khó đó. Các em xem kỹ lại trước khi cô chuyển sang cái phần câu số 3, các em sẽ thực hiện các yêu cầu ở cái dưới đây. A, các em tìm trong cái đoạn văn dưới đây những cái từ ngữ chỉ các khu vực ở trường.
Buổi học đầu tiên, Lương dẫn Mai đi quanh trường. Em giới thiệu cho bạn phòng đọc sách, phòng y tế, nhà bếp và sân bóng. Nơi nào cũng rộng rãi và thoáng mát, cẩm tú. Như vậy, chúng ta sẽ tìm trong cái đoạn văn mà cô vừa đọc nè, cái từ ngữ nào mà chỉ khu vực trong trường. Cô ví dụ như cái khu vực đó là cái phòng đọc sách, chúng ta gọi là khu vực. Phòng y tế chúng ta cũng gọi là khu vực. Rồi, nhà bếp cũng là một khu vực. Và sân bóng cũng là khu vực. Các em có thắc mắc chỗ nào không? Trước khi cô chuyển sang câu B. Câu B các em tìm thêm 2 đến 3 từ ngữ chỉ các nơi học tập, làm việc ở trường. Rồi, chỉ những người làm việc ở trường. Trước tiên, đó là chỉ nơi làm việc ở trường. Đó là thư viện. Thư viện. Rồi, lớp học, phòng hiệu trưởng. Phòng hiệu trưởng. Đây là những cái nơi học tập và làm việc nha các em. Nơi học tập và làm việc. Tiếp theo, chỉ nơi làm việc ở trường. Chỉ những người làm việc ở trường. Cô xin lỗi, những người. Thì có giáo viên nè. Giáo viên. Rồi, thầy giám thị nè. Thầy giám thị. Rồi, còn ai nữa các em? Đó là thầy hiệu phó nè. Hoặc là thầy hiệu trưởng chẳng hạn. Câu số 4. Các em sẽ đặt 1-2 câu để giới thiệu về một khu vực học tập ở trường mà em thích. Cô có cái mẫu nè. Thư viện là nơi có rất nhiều sách hay. Cái khu vực nào mà các em thích? Ví dụ như thư viện là nơi có nhiều sách hay. Rồi, câu B. Một môn học em yêu thích. C. Một bạn học cùng tổ với em. Bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp cái câu A ha. Khu vực trong trường mà em thích. Như là vườn hoa. Trường em. Mình thích cái vườn hoa. Có rất nhiều loài hoa đẹp. Chấm. Câu B. Một môn học em yêu thích. Em rất thích học môn toán, hoặc là em rất thích học môn vẽ, hoặc là môn tiếng Việt. Em rất thích học môn toán. Rồi, một bạn học cùng tổ với em. Ví dụ như Hưng. Là một người bạn rất tốt. Chấm.
cô sang phần số 5 là phần nói và nghe. Các em sẽ và câu A đóng cái vai thầy giáo, các bạn và An trong bài Bàn tay dịu dàng. Nói và đáp lời chia buồn. Thì chúng ta sẽ nói như thế nào? Thầy giáo sẽ nói là, đóng vai thầy giáo nè. Rồi, các bạn và bạn An nữa, các em sẽ đóng vai nào? À, ví dụ như thầy giáo nói, mọi chuyện sẽ qua thôi, em đừng buồn nữa nhé. Thì bạn An sẽ trả lời, em cảm ơn thầy ạ, hoặc là dạ em cảm ơn thầy. Câu B, cùng bạn đóng vai nói và đáp lời chào của em trước khi ra về. Trước khi các em đi học đó, trước khi chúng ta ra về thì chúng ta sẽ nói như thế nào? Với thầy cô thì các em sẽ em chào cô, em về ạ. Còn với các bạn, mình tạm biệt cậu nhé, mình tạm biệt nhé. Đó là chúng ta đóng cái vai. Khá là đơn giản. Cô chuyển sang câu số 6. Bây giờ là cái phần luyện tập giới thiệu đồ vật quen thuộc tiếp theo. A, các em sắp xếp các câu dưới đây theo thứ tự hợp lý để tạo thành đoạn văn. Cô có là 1, 2, 3, 4, 5. Cô có 5 đoạn, bây giờ mình sẽ sắp xếp theo thứ tự. Thứ tự là theo thứ tự từ 1 cho đến 5. Đầu tiên, cái trống trường em được đặt trên giá gỗ chắc chắn là câu số 1. Câu này là câu số 1 nè. Rồi, giới thiệu cái trống trường em. Câu số 2. Hai cái mặt trống phình tròn được bịt bằng da. Đây là câu số 2. Câu số 3 giới thiệu về cái trống, đó là cái thân trống được ghép bằng những mảnh gỗ nhỏ. Các em xem có phù hợp hay không ha. Câu số 4, bác bảo vệ cầm cái dùi bằng gỗ đánh vào mặt trống, tiếng tùng 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 vang lên. Rồi câu còn lại là câu số 5, cuối cùng, tiếng trống luôn nhắc nhở chúng em biết giờ học giờ chơi. Các em hãy quan sát một lần nữa để biết giới thiệu về cái trống của trường mình. Câu B, các em hãy cho biết đoạn văn giới thiệu đồ vật gì? Đoạn văn giới thiệu đồ vật gì các em? Đó là giới thiệu cái trống. Rồi, những cái bộ phận nào của đồ vật được giới thiệu? Đó là mặt trống, rồi thân trống. Đó là cái mặt trống nè, cái thân trống. Tiếp theo, đồ vật đó dùng để làm gì? Dùng để nhắc nhở chúng em. Nhắc nhở chúng em biết giờ học và giờ ra chơi. Cô nói lại, đồ vật đó dùng để nhắc nhở chúng em. Ở trên đây cũng có cái câu nữa nè. Đây, nhắc nhở chúng em biết giờ học và giờ ra chơi. Câu C, các em sẽ viết một cái đoạn khoảng 4 đến 5 câu giới thiệu về chiếc cái thước kẻ dựa vào tranh và những từ ngữ gợi ý. Đây là những cái từ ngữ mà các em phải viết giới thiệu về cái cây thước kẻ. Và đây là cây thước nè. Đầu tiên, chiếc thước kẻ của em đầu tiên nha, chiếc thước kẻ của em
có màu vàng rất nổi bật. Có màu vàng nổi bật. Chấm. Thước có hình chữ nhật. Thước có hình chữ nhật. Phẩy mỏng. Và dẹt. Chấm. Trên bề mặt thước có vạch chia cm. Tiếp theo. Chấm. Thước giúp em. Thước giúp em. Đo và kẻ trong học tập. Chấm. Rồi, chúng ta đã hoàn thành xong cái đoạn văn giới thiệu về cây thước kẻ, và mình dựa vào những cái cây này có những cái từ ngữ mà chúng ta viết. Các em sẽ chuyển sang phần cuối cùng, đó là phần vận dụng. Đầu tiên các em sẽ đọc một bài thơ về cái trường học, sau đó các em sẽ phiếu vào phiếu đọc sách ở dưới đây. Hôm nay cô sẽ đọc cho các em nghe bài thơ có tựa đề Nhớ mãi thầy cô. Xa mái trường thân yêu đã bao lần rồi nhỉ, những lời cô thủ thỉ em nhớ đến bây giờ. Ngày ấy tuổi mộng mơ hay thẫn thờ thổn thức, trái tim non rạo rực, mùa phượng thắm sân trường, những bài giảng thân thương, thắm vương đầy bụi phấn, cô như vầng trăng sáng dẫn lối đường em đi. Nghe tiếng gió thầm thì mà lòng sao xuyến mãi, suốt đường đời bươn chạy luôn khắc nhớ ân tình. Rồi, bài thơ Nhớ mãi thầy cô em ghi vào. Những cái vần thơ nào mà các em thích? Nhớ mãi thầy cô. Những cái vần nào mà các em thích như tuổi mộng mơ, rạo rực, sao xuyến, trái tim non. Đó, tác giả của bài thơ là Phan Thị Tuyết Vân. Em ghi vào luôn ha. Cuối cùng là các em lập danh sách nhóm hoặc là tổ của em. Phần này các em sẽ làm được trực tiếp làm trên lớp. Cô cũng giới thiệu cho các em cái danh sách của chúng ta. Cũng tương tự như bài học của chúng ta, cũng có 4 cột. Đó là số thứ tự nè, rồi họ và tên, giới tính, ngày sinh. Đó, cái tổ của các em có bao nhiêu bạn thì chúng ta ghi vào, được không nào? Bài học của cô, được rồi, nếu như các em chưa rõ, cô sẽ hướng dẫn cho các em làm. Đây,
tại vì không có đủ cái diện tích. Cô ví dụ nha. Này, chúng ta sẽ ghi đây là số thứ tự nè. Số thứ tự. Số thứ tự gồm có số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, vân vân ha. Rồi, tiếp theo nữa là họ và tên. Họ và tên. Rồi, cái bạn này tên là gì? Cô ví dụ như là Trần Đại Thắng. Tiếp theo, rồi các bạn thứ hai tên gì? Các em ghi ra. Giới tính. Bạn Thắng giới tính là giới tính nam. Rồi, ngày sinh. Ngày sinh. Bạn Thắng sẽ sinh ngày 22 tháng 7 năm 2014. Rồi chúng ta sẽ gạch xuống. Sau đó bên đây cũng vậy, các em sẽ gạch xuống. Chúng ta sẽ gạch qua. Phần tên thì sẽ lớn hơn những cái phần còn lại. Rồi, các em có thể gạch như thế này luôn để cho chúng ta nhìn rõ hơn và không có nhầm lẫn ha. Đó, rồi số 2 bạn tên gì? Số 3 bạn tên gì? Các em thông cảm, cô không có đủ cái diện tích trong cái cuốn sách này nên cô không thể nào gạch nhiều hơn nữa. Các em trong tổ của mình có 10 bạn thì chúng ta sẽ ghi ra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vân vân. Rồi tên gì các em ghi xuống luôn. Đó, giới tính gì, nam hay nữ. Bài học của cô ngày hôm nay đã hết. Các em nhớ ấn nút đăng ký kênh để nhận được những bài học mới nhất từ cô. Và đừng quên nhấn cái chuông bên góc tay phải để là người nhận sớm nhất.